cháy tiệm massage, 18 người chết, 2 người bị thương. Ít nhất 18 người thiệt mạng, 2 người bị thương sau một vụ hỏa hoạn tại tiệm massage chân ở huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo Tân Hoa xã, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 26 ngày 5 tháng 2 giờ địa phương. Một số hình ảnh được đưa lên mạng cho thấy lửa cháy hừng hực, khói đen bay cuồn cuộn bao quanh một tòa nhà cao tầng, nhiều người đã nhảy từ cửa sổ xuống để tránh lửa. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa lập tức đến hiện trường, nhưng đến 19 giờ 05 mới dập tắt được đám cháy. Giới chức cho hay có 8 người chết trong đám cháy và 10 người được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra, theo Tân Hoa xã. Những vụ hỏa hoạn gây chết người thường phổ biến ở Trung Quốc, nơi có các quy định về an toàn còn lỏng lẻo.